Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một chàng trai. Các bạn thấy cái đầu trọc trọc. Em cho mọi người biết em tên gì và hiện tại em đang kinh doanh lĩnh vực gì. Dạ, em chào thầy Nguyễn Tư Duy và em chào tất cả các bạn đang xem video. Em tên là Lê Xuân Vinh. Hiện tại là em đang chủ sở hữu của cái thương hiệu là Vinh Marketing và đang kinh doanh về cái lĩnh vực là thiết kế, quản trị, chăm sóc web và xây dựng cái hệ thống online cho doanh nghiệp. Em là quê gốc em ở đâu? Nếu mà tính về quê gốc của ông bà bố mẹ là ở ngoài miền Trung, Quảng Trị. Nhưng mà hiện tại thì nhà bố mẹ thì đang ở Bình Thuận. Còn em và vợ thì đang sinh sống và làm việc tại Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Có quê quán xuất hiện khắp mọi nơi đúng không? Dạ. Nhưng mà cái đó là có tố chất, các bạn nên nhớ là ông Steve Jobs á, có mẹ là người Đức, có bố là người Syria. Sống ở cái bang là cái vùng gọi là Wisconsin thì nó của Mỹ. Ông lớn lên thì ở tiểu bang California và ông trở thành một cái người doanh nhân rất là vĩ đại. Biết đâu em cũng vậy á. Ok chưa? Nơi nào cũng có thể xuất hiện doanh nhân vĩ đại á. Vậy thì bây giờ em cho mọi người biết đó là mà em cái hành trình để em đến với kinh doanh em phải vượt qua những cái gì? Từ nhỏ mà em lớn lên đó, thì gia đình em thì xét về mặt kinh tế thì thuộc cái kinh tế nó không có gọi là giàu có. Thì hồi nhỏ thì em nuôi một cái ước mơ là lớn lên em làm cái gì đó để mà cho nó có nguồn kinh tế gọi là giàu có, để mà thứ nhất là lo cho bản thân, thứ hai là lo lại cho gia đình và người thân. Thì những năm tháng em học phổ thông và những năm tháng em học đại học thì em cố gắng học cho thật giỏi để mà sau này, chính xác là em nuôi một cái ước mơ là học cho thật giỏi và cầm cái bằng ra và đi làm để kiếm tiền. Và em tưởng rằng là cầm bằng ra là giàu, sẽ có tiền, là sẽ có tiền và giàu. Nhưng mà em bị vỡ cái mộng là khi mà em đi làm thì em đi làm hơn một năm thì em thấy không có tiền, làm ra bao nhiêu tiền cũng hết. Đó thì em mới bị vỡ cái mộng đó. Thì em mới trong là nhờ internet em cái kia là cách làm giàu rồi, rồi cách kiếm tiền rồi đó, cách làm chủ đó. Đó thì vô tình em tìm kiếm như vậy thì vô tình nó dẫn em tới cái beginning. Thì năm 2014 đấy, 2014 thì vô tình là dẫn em vào beginning và em đăng ký vào một cái lớp học, lớp học thứ năm đấy. Đó, và em bắt đầu cái có những cái tư duy là ra kinh doanh. Thì cái hành trình mà đi kinh doanh từ đó đến nay em nó gặp những cái gặp gỡ gì, sóng gió gì, chắc chắn là có rồi, ra khởi nghiệp là chắc chắn là có rồi mà. Dạ, rất là nhiều thứ luôn. Em kể sơ những cái gặp gỡ sóng gió của em ở trong. Dạ. Cảm nhận thì một cái dự án em làm đầu tiên đó là dự án về trung tâm Anh ngữ. Đầu tiên thì em cũng có tới bi học đó, nhưng mà về năng lượng quá và về ra làm luôn. Ra làm luôn thì làm chưa đầy được một năm thì lại mất tiền. Nói chung mất cũng mấy trăm triệu đấy. Wow. Đó, mấy trăm triệu. Rồi bắt đầu mới quay lại bi để học. Đó là cái dự án đầu tiên mà nó mất tiền. Dự án thứ hai. Thì dự án thứ hai của em là em cũng giới thiệu cho mọi người là em làm sản xuất về cái ốp chân chống xe máy á. Thì khi mà em sản xuất ra cái đó thì bắt đầu em mới tự tay em cầm em đi bán được cái. Đó thì khi đi bán, lúc mà sản xuất ra thì em nghĩ là mình sản xuất ra là mình bán được, bởi vì cái sản phẩm đó là thị trường họ cần. Mình cứ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà lúc sản xuất ra thì cầm đi bán không có được. Là không ai mua hết và người ta chả biết cái đó là cái gì hết. Thì 2 tháng trời em đi bán có 50 cái à. Ôi trời. Có 50 cái à? Có 50 cái à. Mà trong khi đó thì cái dự án trước nó đang còn bị âm nợ. Rồi trong cái đó tiền lo này tiền nọ rất là áp lực. Thì một cái kỷ niệm em nhớ hoài luôn là lúc em đi chào hàng á, thì cứ đi vào những cửa hàng phụ tùng xe máy mà mình chào hàng thì họ đuổi mình ra. Thì mùa hè nắng nóng thì bước vào cửa hàng để mà cởi áo khoác cho mát thôi thì bị đuổi rồi. Thế là cứ xách xe chạy tiếp. Xách xe chạy tiếp mà nhiều lúc mà mình rất là buồn. Cảm giác nó rất là cô đơn. Nhiều khi mà nước mắt nó ứa luôn. Nhưng em nhờ một cái động lực
nhờ một cái động lực là bởi vì lúc đó em có một cái môi trường ở bên trên cái lúc đó bên Big Boss anh em rồi đúng không? Bởi vì lúc đó là xung quanh em là có tất cả anh em là có thầy dẫn dắt và nó có một cái động lực á, là bắt buộc mình phải làm. Thì sau hơn một năm làm thì cái sản phẩm của em nó được phủ khắp hết tất cả Việt Nam. Tuyệt vời. Nhưng mà tại sao em không đeo đuổi nó mà em lại dừng nó? Dạ. Thì về cái việc mà tại sao em không có đeo đuổi sản phẩm hiệu chống thì hiện tại thì em vẫn còn làm nó nhưng mà làm nó. Dạ, bây giờ em không là phải là người đi bán bóng nhân giống nữa mà bây giờ em là cái người mà sản xuất ra những cái khuôn và ép lại những cái chân giống đó cho những người mà họ muốn làm thương hiệu họ. Ok, rất tốt. Rồi cái dự án thứ ba có dự án nào không? Dạ, rất là nhiều dự án và gần đây nhất là có một cái dự án mà làm về hệ thống lẩu. Lẩu cụ thể kể sơ sơ nó thử. Thì cũng ra ý tưởng là làm cái hệ thống lẩu mang về, nghĩa là mở những cái một cái nơi để mà chuyên nấu về lẩu và phân phối ra những cái quầy bán để cho khách hàng xách đi. Thì rất là nhiều yếu tố mà em phải bỏ cuộc nữa chừng em không có làm nữa. Vậy thì bây giờ em chọn cái lĩnh vực là digital marketing. Vậy thì cái lĩnh vực này em đã đeo đuổi với nó chưa? Em có quyết định là đi đến cùng với nó chưa? Dạ, thì sau khi mà trải qua nhiều cái lĩnh vực em làm rồi ấy, thì em ngồi lại mới hỏi bản thân em là cuối cùng á là mình thích làm cái gì? Một câu hỏi rất là quan trọng. Dạ. Và cái cuối cùng trong những năm tháng qua mình làm đó là có những cái gì khiến mình thành công và có những lý do gì mà nó khiến mình không thành công. Đó thì em mới bắt đầu em chọn cái con đường cái làm marketing này là nó có ba lý do. Lý do thứ nhất là xuất thân của em là dân công nghệ. Lý do thứ hai là qua cái quá trình mà em làm em có những cái dự án thành công thì nó thành công đến từ cái việc làm hệ thống online. Rất là tốt đúng không? Rất là tốt. Và cái thứ ba nữa là cái quá trình mà em đi học. Đó, em đi học nơi này nơi khác và em tích góp những cái kiến thức đó lại. Thì từ ba những cái lý do đó em mới quyết định là cái cuối cùng là em chọn cái con đường mà xây dựng hệ thống online này, làm marketing. Quyết định chọn thì cái phân khúc khách hàng của em cho lĩnh vực này nó là đâu? Em sẽ nói cho mọi người biết. Dạ, cái phân khúc khách hàng mà digital marketing phục vụ là những doanh nghiệp nhỏ đang trong quá trình làm marketing mà chưa có kết quả. Nên là làm chưa tới nơi tới chốn, làm chưa có cái hệ thống bài bản. Thì digital marketing sẽ giúp những cái doanh nghiệp đó là hình dung ra được một cái hệ thống online bài bản và làm từng bước một và nó sẽ tạo ra kết quả. Cái công việc của Zinma tên hiện tại thì em có cảm giác em vui, em happy, em hài lòng với nó hay không? Hiện tại là em cảm giác nó là một cái công việc nó rất là happy với em bởi vì nó thực hiện đúng cái đam mê của em luôn. Đúng cái đam mê. Trong quá trình làm cái Zinma cái tên này có cái khách hàng nào nó làm cho em có cái nguồn cảm hứng để em cảm giác rằng là cái công việc này nó có ý nghĩa không? Dạ, có rất là nhiều khách hàng mà mang tới nguồn cảm hứng cho em. Ví dụ hiện tại là ở trong cái cộng đồng Bi em đang là xây dựng hệ thống marketing cho cái chị Tuyền. Chị Tuyền Bò. thì nghĩa là khi mà mình làm cho hệ thống thì cái hệ thống người ta mà có khách hàng về mà người ta đem cái thành quả đó người ta khoe mình thì cái cảm giác nó rất là vui. Cũng nghĩa là nó tạo cho mình một cái động lực mà mỗi sáng mình thức dậy là mình phải làm. Đó. Cái thứ hai nữa là em marketing ngay doanh nghiệp bản thân em luôn. Nhiều lúc đó, ngày xưa em ngồi em viết những cái bài chuyên gia không có một khách hàng nào về hết. Nhưng mà khi đó, một cái kênh nào đó thôi mà nó có khách hàng về với em thì chính xác là những cái đó là cái niềm cảm hứng mà bắt buộc mình phải làm đúng rồi. Dạ. Mình phải làm. Cái mục tiêu của 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa của Zing Marketing là gì? Dạ, mục tiêu hiện tại bây giờ thì Zing Marketing sẽ xây dựng một cái nền tảng vững chắc
Mục tiêu 3 năm tới là Vinh Marketing sẽ phục vụ là 1.000 doanh nghiệp mà xây dựng hệ thống online thành công. Và một cái sứ mệnh dài hạn nữa là Vinh Marketing sẽ phục vụ cho 1.000.000 doanh nghiệp xây dựng hệ thống online thành công. Ok, rất tốt. Bây giờ mọi người họ muốn liên hệ với em thì sao? Dạ, mà mọi người có thể liên hệ với lại Vinh Marketing. Thứ nhất là thông qua cái website. Website là vinmarketing.com. Hoặc là lên Google Maps gõ Vinh Marketing. Hoặc liên hệ với số điện thoại là 0967773043. Dạ. Ok. Một cái lời chia sẻ đến những bạn đang chuẩn bị khởi nghiệp, những cái bạn trẻ còn đang ngập ngừng, thì em muốn chia sẻ cái gì? Nếu mà các bạn mà có một cái mong muốn mà ra khởi nghiệp và khởi tạo cho mình một cái doanh nghiệp á, thì em có một cái chia sẻ là đầu tiên là mình phải đi học. Đi học hoặc là kiếm những cái người, hoặc là kiếm những cái người bạn, hoặc là người thầy, hay là những ai đó mà họ thành công về cái lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi á, và theo họ học. Thì cái đó là con đường nó nhanh nhất và nó giúp cho mình đỡ tốn những cái tài chính. Tại vì sai lầm của em ngày xưa là em chưa học tới nơi tới chốn mà em bung ra em làm. Cái đó là cái nguyên lý của những người đã đi qua. Thì chính xác nó là như vậy các bạn. Chúng ta học lái xe trước khi chúng ta lái xe. Chúng ta học kế toán trước khi chúng ta làm kế toán. Và chúng ta học bơi trước khi chúng ta bơi. Không phải là nhảy xuống bơi không được rồi mới lên học bơi là nó chìm mất tiêu rồi. Thì phần lớn là những người mà ra khởi nghiệp á, các bạn siêng năng có, các bạn chịu xông pha có, các bạn sẵn sàng vất vả có, tất cả các bạn đều đã có hết. Nhưng mà chỉ thiếu duy nhất một cái là các bạn tưởng rằng là mình đã biết rồi. Các bạn cứ tưởng rằng là những cái gì mình va chạm mình đã am hiểu rồi. Và đó là lý do các bạn xông ra các bạn làm, các bạn tự nhiên hụt chân và các bạn té. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình về bạn Vinh. Và các bạn muốn tìm hiểu thêm bạn Vinh thì các bạn cứ vào website hoặc là cái số điện thoại của bạn Vinh. Bye bye các bạn, xin gặp các bạn sau. Xin chào tất cả các bạn.